Xin chào các bạn. Sáng nay cũng tiếp tục lại mưa rồi các bạn ơi. Thì mình đang về một cái máy chiếu thủy. Cái máy chiếu thủy các bạn. Thì cũng khá là lớn. Thì mình quay cho các bạn xem nghe, xem cho vui nghe. Tìm hiểu được thì giao lưu luôn. Ủng hộ Hải Vũ nghe. Trong dịp Tết này mình đang sưu tầm những cái cây hàng bonsai đẹp đẹp về giao lưu mua bán lại. Anh em nào có nhu cầu thì ủng hộ nha các bạn. Các bạn chờ xem cái mai chú thủy đang trên đường tới. Thank you.
các bạn ơi, hàng mới đẹp quá, đẹp quá các bạn ơi, chở đi không ảnh hưởng gì hết, cây đẹp quá.
Thank you.
Thấy có cái góc gì dễ sợ đi. Để gì mà nuôi to như thế. Cây trật thì nhiều chứ cây siêu như đây có tìm đó. Đẹp quá, ách thường. Hành thân đây là 80 nè, hành đế là 125. Giờ cài nâu giờ đen xương bò xương tôi đi có cái lỗ không ăn thua, không ăn thua. Để cứng cốt phách. Giam đẹp quá, cây rất là mịn luôn, không hết chân thương nè, chỉ có một cái lỗ này mà không đáng ngại, không đáng ngại. Đẹp quá các anh em ơi, xem lại lần nữa. Cây mai chưa thấy mà cái dáng siêu như đây cũng khó nè, khó tìm nè. Hành thân mà 80 dễ gì tìm được kia. Hành đế 125 mới vừa đo, gần xương đẹp quá. Đây kịp chơi tách luôn, chơi tách là có ho luôn. Đang có lọc luôn, có trái luôn, rất là sặc sỡ, rực rỡ phẩm. Rất thích luôn các anh em ơi. Anh em nào yêu thích thì cho Hải Vũ một like nha. Anh em nào thích siêu tầm nghiên cứu thì tới vườn tới vườn tham quan luôn, tìm hiểu cây, giao lưu.
chạy rất là liền là cái mạch cát nè, bo thưa thấy rồi, không còn cái gì đáng ngại hết, tay cành rất là to luôn, tay khá to luôn cái này, nu cục 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 rất đẹp. Sửa sơ lại một tí nữa. Mình xin tạm dừng video ở đây nha các bạn. Mình cũng đã quay thì đến giấy cho các bạn xem và tìm hiểu. Mình cũng mới vừa mua được một cái mai chí khỉ da đen, lá lớn, lá trung hay lá lớn không biết. Biết là da đen, lá của nó dài đấy các bạn. Rồi mình xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì cho Hải Vũ một like nha các bạn. Nhớ đăng ký kênh để tìm hiểu những video của Hải Vũ. Vườn của Hải Vũ rất là nhiều, đi về để phục vụ hàng Tết các anh em ơi. Anh em nào tranh thủ chiêm ngưỡng và giao lưu ủng hộ nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.